Mất cân bằng nhiệt trong cơ thể có thể do nóng trong người. Hãy uống trà thảo mộc Dr. Thanh với 9 loại thảo mộc thiên nhiên giúp thanh lọc cơ thể để cân bằng nhiệt trong cơ thể, không lo nóng trong người. Nay đã có Dr. Thanh không đường vẫn ngon tuyệt, thanh lọc cơ thể không lo nóng trong người.